Cát Xê hát đám cưới của Sao Việt ai nghe cũng phải giật mình, có người lên đến nửa tỷ đồng. Quang Lê từng nhận thù lao 500 triệu đồng gửi thẳng vào tài khoản. Quang Lê từng công khai thù lao đi hát, mỗi show ở Mỹ của anh là khoảng 6.000 đô, khoảng 130 triệu đồng. Còn tại Việt Nam, thù lao trung bình của anh khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, một lần hé lộ Cát Xê trong show biểu diễn đám cưới mà anh từng chia sẻ khiến nhiều người sửng sốt. Theo đó, anh nhận được lời mời hát đám cưới cho đôi vợ chồng trẻ là khán giả thân thuộc. Ban đầu, anh không đề cập chuyện tiền bạc vì nghĩ hát góp vui với những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, ngay hôm sau, tài khoản nhận được số tiền 500 triệu đồng từ chủ nhân của bữa tiệc. Nói về việc dám công khai Cát Xê, Quang Lê chia sẻ, không ngại công khai Cát Xê của bản thân hay sợ người khác nghĩ mình hát giá vì luôn biết mình đứng ở vị trí nào. Lệ Quyên với mức Cát Xê lên đến 300 triệu. Quang Lê cũng là người từng công khai mức giá đi hát của Lệ Quyên ở hải ngoại là 12.000 đô. Lệ Quyên cũng chia sẻ từng được mời hát đám cưới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nữ ca sĩ đã từ chối khéo bằng việc hát giá đến 15.000 đô khoảng 300 triệu. Tuy nhiên, vị đại gia này đã không từ bỏ ý định mà đồng ý với mức Cát Xê khủng để mời bằng được nữ ca sĩ đến bữa tiệc. Đầu năm 2017, Lệ Quyên lại được mời diễn cho đám cưới của con trai một đại gia Cần Thơ với con số được rò rỉ ra bên ngoài không dưới 300 triệu đồng. Quang Hà với giá Cát Xê đám cưới đại gia 450 triệu. Quang Hà được đông đảo khán giả mến mộ và không khó hiểu khi nam ca sĩ luôn đắt show đám cưới lẫn show nước ngoài. Vào đầu năm 2015, Quang Hà cũng gây choáng khi tiết lộ mức Cát Xê hát trong tiệc sinh nhật kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng đại gia ở Thái Bình lên đến 450 triệu đồng cho 10 bài hát. Tuy nhiên, vì khán giả cổ vũ quá nhiệt tình, nam ca sĩ cao hứng đã hát liền 20 bài. Đặc biệt, tại bữa tiệc, thay vì mến mộ cũng như phấn khích với sự cuồng nhiệt của Quang Hà, một vị khách đã tặng thêm cho anh 2.000 đô. Ca sĩ hát đám cưới từng là một đề tài gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên, đúng như chia sẻ của Mr. Đàm, nơi đâu có người mời có thể đem lời ca tiếng hát để phục vụ khán giả, thì chẳng có điều gì phải ngần ngại hay tránh né. Thậm chí Cát Xê hát đám cưới lại thuộc hàng khủng mà khi nghe đến ai cũng giật mình. Đồng đội bị chửi nhiều sau trận thua Iraq, Tiến Dũng treo status nhắn với Văn Lâm và Đức Chinh. Lời nhắn nhủ trên trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ ASEAN Cup 2019 tại Dubai. Mặc dù đã chiến đấu hết sức, nhưng Việt Nam vẫn để thua với kết quả 3-2. Sau thất bại đáng tiếc của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước đối thủ Iraq, một số cư dân mạng đã tỏ ra bức xúc và có những bình luận chỉ trích thậm tệ thủ môn Đặng Văn Lâm và cầu thủ Hà Đức Chinh trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều người đã cho rằng Văn Lâm đứng sai vị trí nên mới mắc lỗi dẫn đến bàn thua đáng tiếc ở phút 90 của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đã cố gắng hết sức cứu thua, nhưng đường bóng găm thẳng vào góc giữa A của cầu thủ đội bạn quả thật rất khó để Văn Lâm có thể cản phá một cú sút hoàn hảo đến như vậy. Không chỉ Văn Lâm mà Đức Chinh cũng bị trúng đạn. Cư dân mạng chỉ trích Đức Chinh đã không thể hiện được nhiều sau 30 phút có mặt trên sân. Thấy đồng đội bị chửi nhiều sau trận thua Iraq, Bùi Tiến Dũng đã bất ngờ treo status ngầm động viên Văn Lâm và Đức Chinh. Nam Thủ Thành chia sẻ, ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là một ngày mới, nhé mọi người ơi. Kèm theo đó, ảnh Tiến Dũng cùng đồng đội ngồi ở băng ghế dự bị. Dù không nói quá rõ ràng nhưng mọi người đều cho rằng lời nhắn nhủ này của Tiến Dũng gửi đến đồng đội và tất cả người hâm mộ. Mọi chuyện đều đã qua, ngày mai trời lại sáng, Việt Nam vẫn còn cơ hội ở hai trận đấu tiếp theo. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng nhận được rất nhiều sự ưu ái và động viên từ phía cư dân mạng. Cố gắng lên các em nhé, mãi yêu cả đội, chơi quá tốt rồi, tự hào Việt Nam. Chúc các anh sẽ luôn thành công trong hiện tại và tương lai nhé. Không sao cả khi chúng ta vẫn còn cả một tương lai, cố lên nhé. Về phía Văn Lâm, trong tâm điểm chỉ trích của dư luận, nam thủ môn đã có chia sẻ khiến nhiều người cảm nhận được sự nỗ lực của anh trong trận đấu với Iraq. Bóng đá thật tuyệt vời, 90 phút thật quý giá, chúng tôi đã cố gắng hết mình. Còn Đức Chinh vẫn luôn lạc quan trước những bình luận ác ý. Anh chàng cho biết mình không lên Facebook để đọc những comment tiêu cực. Kim Lý không rời mắt khi xem Hồ Ngọc Hà làm vedette trong show của Lý Quý Khánh. Trong khi người yêu xảy những bước cắt quốc đầy thần thái, Kim Lý điềm tĩnh và chăm chú xem phần trình diễn của bạn gái đầy tự hào. Rời xa sàn diễn đã lâu, vừa qua Hồ Ngọc Hà bất ngờ xuất hiện trong show kỷ niệm 10 năm hoạt động của Lý Quý Khánh.
Vốn là chị em thân thiết, sự xuất hiện của nữ hoàng giải trí được xem là lời khẳng định tình chị em bền chặt của cả hai. Hồ Ngọc Hà giữ vị trí vedette, cô cắt quốc mạnh mẽ trong bộ váy xuyên thấu xếp bèo. Hồ Ngọc Hà, nàng thơ của Lý Quý Khánh là vedette cuối cùng trong số 8 vedette nữ siêu mẫu, hoa hậu của làng giải trí Việt. Trong khi bạn gái trình diễn thì Kim Lý bảnh bao ngồi dưới hàng ghế dõi theo và ủng hộ. Khi thấy bạn gái cắt quốc gần đến vị trí mình, anh nở nụ cười đầy tự hào. Thấy Hà Hồ diễn, ống kính máy quay đã bắt gặp khoảnh khắc Kim Lý cười tươi, liên tục vỗ tay, tỏ vẻ đầy tự hào và hãnh diện sau mỗi bước chân của Hồ Ngọc Hà. Đến khi Hồ Ngọc Hà đã đi về phía xa so với khu vực Kim Lý ngồi, ánh mắt của anh vẫn dõi theo nữ hoàng giải trí. Kim Lý cười tươi khi Hồ Ngọc Hà đi qua khu vực mình ngồi. Đây có lẽ không phải lần đầu Hà Hồ đi cắt quốc trên sàn diễn khiến anh tự hào, mà trước đó xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên luôn hướng mắt đến quan tâm bạn gái mình. Cả hai bắt đầu gắn bó tình cảm từ giữa năm 2017 và trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, cô muốn giữ sự bình yên bên người đàn ông mà cô yêu thương nên không nghĩ đến chuyện kết hôn, tránh cuộc sống nhàm chán và ngột ngạt. Hứa Vĩ Văn tiết lộ Trấn Thành luôn bị Harry Won kìm hãm và cấm đoán nhiều thứ. Trên sóng Sao Hỏa Sao Kim, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vĩ Dạ liên tục tố cáo Trấn Thành bị bà xã Harry Won chèn ép cấm đoán đủ điều. Sau những lần tranh luận gay gắt về đề tài cuộc sống vợ chồng và sự quyến rũ của phụ nữ, trong Sao Hỏa Sao Kim tuần này, ba vị hot Trấn Thành, Đức Thịnh, Lâm Vĩ Dạ cùng vợ chồng Vinh Râu, Lương Minh Trang, Hứa Vĩ Văn, Trúc Diễm tiếp tục có trận chiến liên quan tới chủ đề phút ban đầu. Là một trong những soái ca không tuổi của showbiz Việt, Hứa Vĩ Văn khiến các chị em say như điếu đổ, với vẻ ngoài phong trần, nụ cười chết người. Đến với tập 11 Sao Hỏa Sao Kim, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ anh vẫn đang ở tình trạng độc thân. Chớp thời cơ, Trấn Thành nhanh chóng đưa ra quan điểm đầu tiên về việc đàn ông hay soi điểm gì ở phụ nữ, ngay từ lần gặp đầu tiên, yêu cầu Hứa Vĩ Văn trần tình sự thật. Tự nhận bản thân là người kỹ tính và bị ảnh hưởng từ mẹ, Hứa Vĩ Văn cho biết anh bị lôi cuốn trước một người phụ nữ có mùi thơm, bởi ngay từ khi gặp mặt, mùi thơm của phái đẹp sẽ thể hiện được người đó có biết chăm sóc bản thân mình hay không. Tuy nhiên, đạo diễn Đức Thịnh lại cho rằng phụ nữ sẽ hấp hồn đàn ông từ chính đường cong trên cơ thể của họ. Ở một diễn biến khác, các khách mời và hot tiếp tục bàn luận với chủ đề có người yêu là đeo gông vào cổ. Không chần chừ, Hứa Vĩ Văn lên tiếng bóc phốt cuộc sống của Trấn Thành kể từ khi kết hôn với Harry Won. Diễn viên họ Hứa tiết lộ Trấn Thành luôn bị bà xã hà hiếp, cấm cản nhiều thứ, trong đó có ăn uống và tiền bạc. Tôi nói thiệt nha, cái vấn đề Thành không được tự do trước mắt là về ăn uống. Harry đâu có cho Thành ăn, bắt phải giảm cân vì Thành mập quá, Hứa Vĩ Văn chia sẻ. Không những thế, soái ca điện ảnh còn thể hiện sự bức xúc vì kể từ khi về chung một nhà, Trấn Thành, Harry Won dường như bỏ bê và lơ đẹp bạn bè bởi thời gian gặp nhau ngày càng ít ỏi. Hồi xưa tôi chơi rất thân với Harry Won, mà từ khi lấy Trấn Thành, hai vợ chồng hú hú ở nhà, có gặp bạn bè nữa đâu, hai người tự do với nhau còn bạn bè bỏ rơi hết à, Hứa Vĩ Văn lên tiếng. Quá phụ với lời tố cáo của bản thân, Trấn Thành chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận, cái này anh nói đúng này. Phản ứng lạ của nam em khi Trường Giang bất ngờ được nhận giải thưởng lớn. Trong khi Trường Giang hạnh phúc nhận giải thưởng lớn, nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, thì nam em lại có hành động thế này khiến dân tình bất ngờ. Từ trước đến nay, chuyện vẻ ngoài hay cân nặng khiến các mỹ nhân không khỏi lo lắng. Đặc biệt là nam em, khi vừa mới 2 tháng trước, tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, cô từng khiến công chúng sửng sốt khi xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, lộ rõ dấu hiệu của việc tăng cân. So với mình hạt sương mai trước kia, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em, dù mặt đầm khá kín đáo, nhưng người đẹp vẫn không thể che được gương mặt lộ ngấn cầm, thân hình đẩy đà. Thậm chí, sau ồn ào tình cảm với Trường Giang, cô còn từng bị nghi đang mang thai vì vòng hai lớn bất thường. Sự cố tăng cân đột ngột đó khiến cô nàng ít xuất hiện trước công chúng hơn. Mới đây, nam em đã lộ diện trở lại với các chương trình truyền hình và bước mập mạp hơn. Tuy nhiên, trong một đoạn clip mới đây, tại hậu trường một chương trình trên VTV3, cô nàng lại lộ khoảnh khắc ăn uống bất chấp. Trong đoạn clip được quay lại, cả Nam Anh và Lâm Vĩ Dạ cũng đang ăn khuya chung với nhau. Khi phát hiện có máy quay xuất hiện, dù hơi bất ngờ một chút, nhưng cô nàng vẫn nhai thức ăn rất tự nhiên. Chưa kể lúc được hỏi không sợ bị tăng cân do ăn khuya hay sao, thì cô nàng cho biết, từ trước tới giờ mới ăn được một miếng thịt đó.
và còn không ngừng ngại khen thịt này ngon mà. Thấy em gái phản kháng không thành công, Nam Anh liền ra tay cứu em gái bằng cách dụ dỗ mọi người ăn chung. Để đánh lạc hướng quay phim, nhưng ý đồ của cô chị cũng thất bại nên cả ba cô nàng đành bỏ lơ máy quay và tập trung ăn tiếp. Đây là lần hiếm hoi nam em xuất hiện sau sự cố tăng cân đột biến. Tuy nhiên, gương mặt và thân hình của cô nàng vẫn khá đầy đặn và chưa thể lấy lại vóc dáng hoa khôi như ban đầu. Dù vậy, chắc hẳn thời gian qua nam em cũng đã tập luyện và uống điều độ để giảm cân nên mới có kết quả như hiện tại. Chưa kể việc chị em song sinh, nam anh nam em vui vẻ ăn uống cùng nhau khiến khán giả bất ngờ, bởi lẽ thời gian trước đây hai chị em có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, thậm chí là chị em nhưng họ không can dự đến cuộc sống của nhau. Được biết, hai chị em Nam Anh, Nam Em đang ghi hình cho chương trình Giác quan thứ 6 trên VTV3, nói về trực giác, linh cảm, cảm nhận của phụ nữ khi nhận diện khuôn mặt, đoán tính cách nghề nghiệp của các nhân vật nam xa lạ sẽ xuất hiện trong chương trình. Bên cạnh đó, Nam Em vẫn miệt mài tập luyện tại phòng tập cũng như tham gia ghi hình cho các show truyền hình thực tế và tiếp tục ca hát. Trải qua rất nhiều scandal, từ tình ái đến chuyện tăng cân, Nam Em vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình.